Để cải thiện bữa ăn cho người dân đang bị cách ly y tế ở các phường trên địa bàn quận Sơn Trà, sáng nay, Hội chữ thập đỏ huyện Hòa Vang đã hỗ trợ 5 tấn gạo, 5 tấn rau củ quả và các nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá 20 triệu đồng. Nguồn lương thực thực phẩm này được vận động từ các tổ chức cá nhân hảo tâm và nông sản đặc trưng ở các xã trên địa bàn huyện với mong muốn chung tay cùng thành phố giúp người dân quận Sơn Trà vượt qua đại dịch, sớm ổn định cuộc sống.